Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Qua tập số 4 của bộ truyện này thì Nguyễn Hoa mới thấy thấm cái câu nói này. Đúng là dù ngoài kia có bao nhiêu bão táp, phong ba, dù có bao nhiêu tiểu tam, bao nhiêu cám dỗ, nhưng mà người đàn ông đủ bản lĩnh để mà vượt qua cùng với vợ, nhưng thuận vợ thuận chồng, đùm bọc nhau, che chở cho nhau, tìm ra hướng giải quyết trong những lúc khó khăn thì không có bão táp nào, phong ba nào, cám dỗ nào có thể xô ngã được họ. Ngay sau đây Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này. Nguyễn Hoa xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Giang Minh bế vợ ra nằm giữa giường rồi bắt đầu thường nóng. Có cô vợ nhỏ bé nào đó la hét một hồi, phản kháng nhưng mà cuối cùng cũng đành chịu trận. Giây phút thăng hoa đi qua, cô lại như chú mèo con gặp nước, nằm ủ rũ không buồn dậy nữa. Giang Minh nhìn vợ như vậy thì cười cười, nhéo mũi mà trêu cô. Có cần anh lấy cơm lên cho em không bà xã? Anh biến xa em ra, bóc lột sức lao động của người ta liên tục thế thì ai mà chịu được. Em cứ nói oan cho anh. Lại chả thế, mới tối qua xong mà. Đó là việc của ngày cũ, còn hôm nay là ngày mới rồi, đâu có liên quan. Dẻo miệng mà khiến vợ anh vui là được rồi. Chả vui tẹo nào mà mệt đứt hơi đây này. Anh xúc 2 tấn rưỡi than mà chả kêu mệt thì thôi. Anh càng ngày càng vô sỉ, rơi rớt hết sĩ diện rồi. Với vợ, anh càng ngày càng mất liêm sỉ đó. Vô duyên. Tuyết San lấy khăn quấn vào người rồi đi thẳng vào hướng phòng tắm mà không thèm tiếp lời ông chồng này nữa. Càng nói càng đi xa, xa mãi. Lúc sau cô đi ra thì Giang Minh cũng tươm tất ở trong bộ đồ mặc thoải mái ở trong nhà. Hai vợ chồng Tuyết San xuống dưới dùng cơm thì Cát Phượng cũng đi xuống liền ngay sau đó cùng với cả Giang Vũ. Đợi cả nhà đầy đủ thì Giang Vũ lên tiếng. Ba, mẹ, con tính hết tháng này chúng con sẽ ra ở riêng ạ. Vợ con đang mang thai, sao mà mẹ yên tâm để cho hai vợ chồng ra ngoài được chứ? Mẹ yên tâm, hai người làm nhà mình, sang đó cùng với con, chăm sóc vợ con là được rồi ạ. Chuyện này... Ông Giang Hào lúc này mới lên tiếng. Các con nó lớn hết rồi, mọi thứ để nó tự quyết định, ba không có ý kiến. Vâng, con cảm ơn ba ạ. Ở nhà có vợ chồng chú Minh, chăm cho ba mẹ con cũng yên tâm rồi. Ừ, hai đứa ở đâu thấy thoải mái là được. Vâng ạ. Thôi ăn đi. Vâng. Cát Phượng không nghĩ Giang Vũ từ sau buổi sáng lại nhận thức có nhiều thay đổi đến thế. Bao lần cô ta bảo ra ở riêng thì lại không chịu. Thế mà nay lại tự nguyện. Thế này thì tốt quá rồi. Ở với mình thì người đàn ông này nhất định sẽ nghe theo mình thôi. Trước sau gì thì tài sản của nhà họ Giang sẽ là của mình rồi. Cô ta ăn bữa cơm mà cảm thấy rất ngon miệng, cười nói chuyện suốt với cả mẹ chồng và em dâu như thân tình lắm. Ăn xong Giang Vũ đưa cô ta lên tận phòng, dặn dò cô ta nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay cô ta lại chủ động ve vãn anh, điều mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có, mà mỗi lần gần gũi là toàn Vũ chủ động. Nếu như là trước đó thì Vũ lấy làm rất vui, nhưng mà hiện giờ đến chạm vào người, anh cũng cảm thấy ghê tởm. Anh thấy cô ta đưa tay muốn cởi bỏ áo của anh thì anh vội vàng ngăn lại. Mang thai ở giai đoạn này cần phải cẩn thận, chúng ta cứ để tới giai đoạn an toàn thì làm có được không em? Nhưng em muốn. Mình khó khăn lắm mới có được có con, cần phải cẩn thận chứ em. Nhưng em ngủ đi. Anh qua phòng làm việc chút rồi tới công ty luôn. Vũ, nghe anh, ngủ đi em. Vũ nói rồi đi ra ngoài luôn. Anh không muốn ở lại với cái con người tệ bạc ấy một giây phút nào nữa. Cánh cửa phòng khép lại, Vũ bỏ bộ mặt hiền từ rồi bước thẳng tới phòng làm việc của mình. Anh vừa ngồi một lúc thì có tiếng gõ cửa, cứ nghĩ là cô ta sang nhưng không phải, mà là Giang Minh. Anh ra hiệu cho em trai ngồi xuống rồi nói. Anh cũng định gọi em sang nói chuyện. Em cũng muốn bàn với anh chuyện này. Nói đi. Chuyện video của em bị đăng lên mạng đó, em tính như thế nào? Anh thấy sao?
Được, anh định tới công ty luôn, nhưng giờ em đi trước đi, anh tới sau. Vâng. Giang Minh rời khỏi phòng thì Giang Vũ lại về phòng của hai vợ chồng. Lúc này Cát Phượng vẫn chưa ngủ mà nằm đó nhắm mắt. Thấy chồng quay lại, cô ta vội để cái điện thoại ra bàn rồi lại bắt đầu làm nũng. Anh, không có anh em không ngủ được đâu. Ừ, anh cũng lo cho em và con nên anh không tập trung làm được việc gì. Lại đây anh ôm ngủ nào. Cát Phượng từ hôm có thai tới nay thì cô ta lại thích làm chuyện vợ chồng hơn. Nhưng Giang Vũ thì cứ nói phải tránh, khiến cho cô ta bực bội. Giờ lại nghe anh mềm mỏng thì cô ta lại được thể làm tới. Cô ta cố tình vén cái váy lên cao rồi lại đưa tay cởi áo của Vũ ra. Nhưng mà Vũ lại khéo léo từ chối. Đã nói chúng ta phải kiêng trong giai đoạn này, bác sĩ đã dặn rồi mà em quên à? Nhưng em muốn. Không được. Vũ. Vũ trong lòng thấy khinh thường lắm, nhưng mà vì mục đích nên vẫn phải cố nhẫn nhịn mà khuyên nhủ cô ta. Bây giờ chúng ta vì sự ham muốn của mình mà không may con bị làm sao thì tội lắm. Với khó khăn lắm anh mới ngồi lên vị trí này được, thì vợ chồng mình càng phải giữ gìn thật tốt. Cô ta nghe Vũ nói thế thì ngừng hai tay lại rồi hỏi. Anh là lo cho vị trí của mình. Đúng, anh nghĩ rồi. Bây giờ em và con mới là gia đình của anh. Em mất bao công sức lo cho anh như thế thì anh lại càng phải cố gắng. Anh vì em và con sẽ không để ai cướp mất vị trí này đâu. Tất cả phải là của chúng ta. Anh nói thật đấy chứ? Ừ. Anh tính nhân tiện thằng Minh nó đang bị thất thế thì triệt hạ nó luôn để khỏi ngáng đường anh. Anh nói sao cơ? Anh muốn hạ em trai của anh hả? Ừ. Nó vốn dĩ được lòng các cổ đông hơn anh. Bao năm qua, anh là người chịu thiệt thòi nhất. Nên giờ có cơ hội, anh không để cho nó ngóc đầu lên nữa. Anh muốn làm điều này thật hả? Nhân sự việc cái video đó, nó đang rùng beng lên, thì cho nó bẹp mẹ nó luôn đi. Em giúp anh nghe phong phanh tìm đúng cái người đã loan tin, đăng tải video đấy lên, thì cứ cho thêm tiền để người ta đăng tiếp lần nữa. Nhớ làm tốt hơn lần trước vào. Cô ta vẫn còn chưa tin lắm nên lại hỏi lại. Anh muốn làm thế thật à? Ừ, ai ngáng đường anh đều có chung số phận như thế hết. Thế sao lúc trưa nay, lúc ba của Tuyết San sang, anh lại cố giải thích cho ông ta làm cái gì? Anh không làm thế thì lộ hết à? Anh phải diễn là đứa con trai ngoan, anh trai hiểu chuyện, biết bảo vệ em trai chứ. Cô ta bị bất ngờ về sự thay đổi của Giang Vũ nên cũng chưa thật sự tiếp nhận được. Vũ nhận ra điều đó nên anh tiếp tục nói. Em không tin anh thì ngay ngày mai anh sẽ giáng chức nó luôn. Để nó giữ vị trí giám đốc điều hành thôi. Vị trí phó tổng ấy cứ để trống. Anh còn phục chức cho em họ Ninh Tuyết của em về nguyên vị trí cũ. Em thấy có được hay không? Anh là vì em thật đấy hả? Ừ, tất cả đối với anh bây giờ, em, con là nhất. Vậy anh để ba em giữ vị trí phó tổng đó đi. Không nên em ạ. Giờ một lúc anh làm nhiều việc quá sẽ khiến cho mọi người dị nghị. Em cũng bị nói ra nói vào, mà ba em cũng bị ảnh hưởng. Cứ để từ từ anh sẽ giải quyết hết. Đợi qua một thời gian nữa, anh sẽ để cho em toàn quyền quyết định. Nghe tới đây thì cô ta cười mãn nguyện. Cô ta hôn Vũ cái chụt rồi nói. Yêu chồng em quá. Vũ bị bất ngờ nhưng mà trong hoàn cảnh này anh phải chấp nhận sự va chạm đó nên lại cố ra vẻ vui mừng mà nói. Vậy thì ngủ ngoan cho con mình nó khỏe nha em. Vâng. À quên. Để tránh đêm dài lắm mộng, em nhớ tìm ngay người kia làm việc luôn đi. Càng sớm càng tốt. Em nhớ chi cho người ta nhiều tiền vào thì sự việc sẽ nhanh hơn. Nhưng nhớ tìm được thì đưa đến gặp riêng anh ngay đó. Vâng, em biết rồi. Ngay hôm sau, cô ta chờ cho thông tin Giang Minh nhận quyết định xuống chức. Thì cuối giờ chiều đó, cô ta đưa người đăng đoạn video đó lên gặp Giang Vũ. Vũ nhìn cô ta đưa người tới văn phòng của mình mà bất ngờ. Không nghĩ là cô ta lại làm việc nhanh tới như vậy. Thế kết quả này thì đúng là cô ta đã tin lời anh rồi. Vũ nhìn hai người rồi nói cô ta ngồi luôn tại đây, giao dịch luôn để khỏi lộ mọi chuyện. Cô ta nghe vậy thì cũng không có nghi ngờ gì mà cùng tên kia nói về kế hoạch hạ Giang Minh tiếp. Khi mà hai bên giao dịch xong, đối tượng bắt đầu nhận tiền thì bất ngờ thấy Giang Minh xông thẳng vào phòng.
Cát Phượng đang trực tiếp giao tiền thì bị giật mình, nhưng bà vẫn lớn tiếng quát. Chú vào không biết gõ cửa à? Mà từ bao giờ chú cho mình cái quyền tự nhiên thế hả? Chú quên là bây giờ chú đứng ở vị trí nào rồi à? Tôi đã nghi ngờ các người rồi, và bây giờ tôi đã có bằng chứng. Bằng chứng gì? Chị đang giao dịch bất chính, có đúng không? Chú nói linh tinh cái gì thế? Đây là việc riêng của tôi. Vậy chị nhìn ra phía chậu cây cảnh kia đi. Để tôi cho chị xem chuyện riêng của chị là chuyện gì. Là chuyện vợ chồng chị cấu kết hại tôi có đúng không? Chú... Giang Minh nói rồi, đi về hướng chậu cây cảnh đó. Lấy camera nhỏ được giấu kín ở trong đó rồi giơ lên. Từ nãy giờ vợ chồng chị và người kia nói những gì đều được ghi hình lại hết. Tôi sẽ công bố cuộc nói chuyện này lên để cho tất cả mọi người biết được thủ đoạn của vợ chồng chị. Tôi sẽ kiện mấy người. Chú... Người lạ kia thấy Giang Minh nói sẽ kiện tụng thì sợ hãi run bần bật. Vì chút lợi ích mà dây vào mấy ông sếp lớn bé này thì đúng là ngu người rồi. Nhưng mà còn chưa hết lo lắng thì Giang Minh nói tiếp. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Giang Vũ lúc này mới đứng lên nói lời giảng hòa. Chú Minh, chuyện đâu còn có đó. Chú làm rùng beng lên thì cũng không có lợi lộc gì đâu. Chỉ bằng anh tính thế này đi. Anh khỏi phải tính. Tôi không ngờ anh lại chơi tôi như thế. Giờ tôi ngồi lên vị trí này rồi. Chú cũng không dễ dàng làm gì được tôi đâu. Nếu chú biết điều thì vợ chồng chú được làm tiếp ở đây. Không thì chuẩn bị cuốn xéo đi. Anh... Bây giờ tôi tính thế này. Tôi sẽ đứng ra đính chính vụ video đó cho chú. Từ nay cũng không ai xì xào bàn tán về việc chú là kết hôn hợp đồng nữa. Còn chuyện vừa rồi cũng coi như là không nghe gì, biết gì hết. Được. Anh nói anh phải giữ lời. Nếu không đừng trách tôi trở mặt. Yên tâm. Ngay sáng mai, chính chị dâu chú sẽ đứng ra dàn xếp vụ này. Chú yên tâm chưa? Tôi bị hại chính là các người gây ra. Vậy thì tốt nhất, mấy người tự biết làm sao cho mọi chuyện lắng xuống. Nhưng chú đưa đoạn ghi hình vừa nãy, đưa đây cho tôi. Ngày mai khi vợ chồng tôi được trong sạch, tôi nhất định sẽ không nuốt lời. Giang Minh nói rồi đi ra khỏi phòng. Tên người lạ kia vẫn còn đứng đó toát mồ hôi hột. Thì Giang Vũ nói hắn về trước, có gì sẽ liên lạc lại sau. Tên đó thì chỉ mong có thế là đi ra khỏi phòng liền, nhưng mà chân vẫn run cầm cập. Giang Vũ lúc này mới ra vẻ bực bội, đập mạnh bàn tay xuống dưới bàn, cái rầm, khiến cho Cát Phượng cũng phải giật mình. Cô ta nhìn chồng càng ngày càng không còn cái vẻ nhu nhược như trước nữa, tự nhiên lại có chút nể sợ. Còn đang mải suy nghĩ thì Giang Vũ lại quát lớn tiếng hơn mọi ngày, như là hỏi tội cô ta. Anh đã nói em làm việc phải hết sức cẩn thận, vậy mà em làm gì để cho nó nghi ngờ rồi còn dám đặt cả máy quay ở trong phòng làm việc của anh thế? Em làm sao mà biết được? Mà nó vào phòng của anh mà anh không có để ý gì à? Ngày nó vào mấy lần, bàn chuyện anh đâu có để ý. Với từ trước tới nay anh cho phép nó tự nhiên ra vào nên cũng không đề phòng. Đấy, cũng tại anh cơ. Từ nay anh nghiêm khắc hơn đi. Anh biết rồi, thôi. Chuyện đã như này thì sáng mai em cho mở cuộc họp báo, giải thích cái việc đăng đoạn video đó lên. Đích thân em làm thì mới không ai nói gì, mà cũng bịt được miệng nó. Chứ không nó mà quăng cái đoạn ghi hình hôm nay của vợ chồng mình lên thì có mà hỏng hết. Tự nhiên Giang Phú thấy cô ta cứ lẩm bẩm mãi thì hắng giọng nghiêm túc. Cũng tại mình bất cẩn nên mới không cằn nhằn nữa. Em về chuẩn bị đi. Nhớ làm sao giải thích cho rõ vào để vợ chồng nó trong sạch thì vợ chồng mình mới yên ổn được. Vâng, em hiểu rồi. Vậy là việc của vợ chồng em trai coi như đã giải quyết xong. Công nhận cái cô em dâu này cũng lắm mưu mẹo lắm đấy. Tự nhiên lại cười ra miệng. Phải lâu lắm rồi anh chưa thực sự có giây phút thoải mái vui vẻ. Mà lúc nào anh cũng đầy tâm trạng. Việc vợ chồng anh sẽ không bao giờ có thể hàn gắn được nữa. Xác định chia đôi. Có điều là sớm hay muộn mà thôi. Nghĩ tới kế hoạch của em dâu, Vũ lại thấy mừng cho em trai vì lấy được người vợ biết chia sẻ, gánh vác cùng chồng. Như đã giao kèo trước nên sáng nay, chính thức Cát Phượng đã sắp xếp cuộc họp báo để mà giải thích về vụ việc lộ video của Giang Minh trước đó. Cô ta cũng không thể để cho mình bị mất mặt nên chỉ có thể giải thích video đó là giả. Do một nhân viên không ưa Giang Minh nên cố tình hãm hại anh.
Giang Minh không để ý chị ta làm bằng cách nào, mà chỉ để tâm xem chị ta giải quyết hậu quả ra sao, miễn không còn ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng của anh nữa. Và phải đính chính rõ ràng là vợ chồng anh không phải là kết hôn theo hợp đồng. Lúc này ở nhà, hai vợ chồng ông Giang Hào cũng đang ngồi ở phòng khách xem trực tiếp của cuộc họp báo, thì ông Hào phấn khởi nói với vợ: "Tôi thấy đứa con dâu út của bà cũng đáo để đấy." "Lại chả thế, chính tay tôi chọn con dâu mà lại. Một mũi tên trúng hai đích mà lại chả mất chút công sức nào cả. Đúng là lạy ông tôi ở bụi này. Hại người chưa kịp hả hê thì chính mình tự khai mình hại, và giờ thì còn tự phải đi đính chính, giải thích nữa. Các cụ nói cấm có sai, gậy ông lại đập lưng ông." "Ừ, nghĩ lại chỉ thương thằng con trai mình, lấy phải người vợ thủ đoạn quá." "Mà ông này, tôi thấy chuyện đã rõ thế, sao hai đứa con mình không lột mặt nó luôn đi?" "Còn nhiều chuyện liên quan, bà cứ để chúng nó tự xử lý. Tôi với bà bây giờ chỉ vui vẻ hưởng tuổi già, chuẩn bị bế cháu thôi." "Cháu có phải là máu mủ nhà mình đâu mà ông cứ mong mỏi." "Tôi là nói con của thằng Minh mà. Hai đứa nó còn kế hoạch, đợi con San học xong thì có gì thì mới có chứ. Còn mấy tháng nữa thôi, mình cứ đi chơi về là có cháu. Ôi giời, tính như ông có mà đến Tết." "Thì tính ra lại chẳng qua Tết là có à. Cái ông này toàn tính cua trong lỗ. Thôi, tôi đi chơi với cả mấy bà bạn đây. Hôm nay tôi vui quá." Ông Giang Hào nhìn vợ cười cười rồi lại tiếp tục xem tiếp cho đến khi kết thúc hẳn cuộc họp báo mới thôi. Ngồi trầm ngâm một lúc, ông lấy máy gọi cho con trai lớn. Sau hai hồi chuông thì Vũ nghe máy. "Dạ, con nghe đây ạ." "Cái dự án sắp tới con phải chú ý nhiều bên chỗ ba vợ của con đấy." "Vâng, con cũng đang bàn với cả Minh đây ạ." "Ừ, hai đứa cẩn thận đó. Ba thấy vợ chồng con nó không dễ gì mà ngồi yên đâu. Mà ba nghe được bên tin chỗ công ty nhà Lâm An cũng đang tham gia đấu thầu lần này. Hai đứa nhớ lưu ý." "Ba cứ yên tâm. Lần này con lấy tư cách người đứng đầu tập đoàn Giang Thị ra đấu thầu thì ba con ông ta không dám giở trò gì đâu. Mình sẽ giúp con làm những việc khác." "Ừ, vậy con cũng nhân dịp này mà thể hiện với các cổ đông đi." "Vâng, con hiểu rồi ạ." Tắt điện thoại rồi nhưng mà ông vẫn còn hơi lo lắng. Có vẻ bên ba con Cát Phượng không dám giở trò, nhưng mà bên công ty ba con nhà Lâm An thì chưa chắc. Con bé này vẫn còn lưu luyến thằng con trai ông, mà hôm trước đến còn có ý định đem con bé ngốc Linh Đan ra làm mồi nhử xem ý định nhà mình thì vẫn phải đề phòng. Người thâm sâu như vậy, cũng may là ngày đó con mình không lấy phải. Không thì ông bà lại vô phúc, rước phải hai cô con dâu rắn độc mất rồi. Lúc này tại phòng làm việc của Giang Vũ, hai anh em vẫn say sưa bàn bạc công việc thì trợ lý Trần nhắn tin là Cát Phượng đã về tới sảnh của công ty rồi. Giang Minh không muốn giáp mặt cô ta, cũng như là không muốn lộ mọi thông tin nên tránh đi trước. Giang Minh đi khỏi được một lúc thì cô ta cũng vào tới phòng của Giang Vũ với vẻ mặt bực bội, hành động vứt cái túi cái vèo xuống ghế, hậm hực nói: "Bực cả mình, chuyện nhỏ mà em đã bực làm gì, cẩn thận không ảnh hưởng tới đứa bé. Chưa kịp làm gì thì đã phải giải oan cho nó rồi. Nó đã mất tư cách ngồi vào vị trí đó, lại còn bị xuống chức rồi mà em còn nói là chưa bị gì nữa. Nhưng mà em muốn nó biến mất khỏi đây luôn cơ. Làm sao mà nó đi khỏi được chứ, dù gì nó cũng có cổ phần ở đây, với cả nhà vợ nó nữa. Thôi, nhịn một bước trời quang mây tạnh, còn thời gian thì sợ gì không có cơ hội mà hạ nó thảm hơn." Cô ta nghe Vũ nói vậy thì mới thôi cằn nhằn, nhưng mà vẫn không quên vụ hôm nay. "Thế anh đã lấy được đoạn ghi hình đó chưa?" "Anh hủy rồi, không cần lo nữa." "Vậy thì tốt rồi, giờ em muốn về nhà nghỉ ngơi chút. Mấy nay đứa bé làm em mệt mỏi quá, lại thêm chuyện này nữa khiến em khó chịu. Vậy để anh bảo tài xế đưa em về nghỉ ngơi." "Anh không đưa em về à?" "Anh bận việc quan trọng rồi, em chịu khó về cùng tài xế đi nhé. Giờ đang trong giai đoạn anh cần thể hiện mình với các cổ đông, nên hai mẹ con phải thông cảm cho anh." "Thôi được rồi, vậy em về đây." "Ừ." Giang Vũ đợi cô ta ra hẳn ngoài thì gọi điện cho tài xế: "Cậu đưa cô ta về đi, nếu cô ta không đồng ý thì theo dõi cô ta thôi." "Vâng." Giang Minh lúc này xem lại hồ sơ đấu thầu hạng mục sắp tới thì thấy vợ đến. Nhìn đồng hồ còn chưa tới 11 giờ thì anh ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại tan học sớm vậy?"
Dạ, nay em đổi lịch nên bọn em được về sớm. Sao thế? Thái độ kia là không muốn vợ đến đây đấy hả? Làm gì có, là anh hơi bất ngờ thôi. Lại đây với anh. Tuyết San để ba lô xuống rồi đi lại sau lưng chồng. Cô đưa tay lên bóp hai vai và phần cổ cho chồng rồi nói tiếp. Nãy em mới xem tin tức, chị ta phải miễn cưỡng đính chính cho việc của chúng ta, chắc lại càng sôi máu. Em nghĩ anh phải cẩn trọng đó. Em cứ yên tâm đi. Em vẫn lo vì giờ Ninh Tuyết đã quay trở lại giúp chị ta rồi. Em sắp tới cũng phải quay về làm, thì anh có đồng minh rồi. Em thì giúp được gì mấy, chủ yếu vẫn là hai anh thôi, nhưng mà xung quanh lại nhiều kẻ muốn hãm hại quá. Có vợ anh thông minh thế thì anh không sợ. Anh còn đùa được nữa. Anh nói thật mà, vợ anh rất giỏi đấu với cả chị ta. Có ai khen vợ như anh không hả? Vợ anh thì anh khen chứ. Và giờ còn muốn thưởng cho đây này. À, Giang Minh nói dứt lời là kéo vợ ngồi ngay xuống lòng mình. Tuyết San bị bất ngờ nên kêu thành tiếng. Cô đánh vào tay của anh rồi phản đối. Này, bỏ em ra. Lỡ ai vào thì sao? Ai dám vào? Thôi, bỏ em ra nào. Anh thưởng xong thì bỏ. Thôi, ngoan nào. Tuyết San bị Giang Minh khóa môi ngay tức khắc. Hai vợ chồng với nhau cũng lâu rồi mà lúc nào cũng nhắn nhít được. Được hôn vợ thỏa mãn rồi thì anh mới buông cô ra. Nhưng mà vẫn không cho cô rời khỏi ghế của mình. Để cô ngồi ở trong lòng, bàn tay lại nghịch tóc của cô mà vuốt vuốt. Em này, sao ạ? Anh quyết định để anh Vũ làm vị trí đó, em có buồn không? Không ạ, em tôn trọng quyết định của anh. Anh hay là anh ấy làm, em đều ủng hộ. Với em tiền cũng quan trọng, nhưng anh mới là điều em cần nhất. Cảm ơn em. Hai vợ chồng ngừng một lúc thì San lại nói tiếp. Mình chuẩn bị sinh con thôi anh. Em nói gì? Bây giờ anh nhàn hạ hơn rồi thì chuẩn bị làm ba thôi. Em nói thật không? Em muốn ba mẹ hai bên vui vẻ hưởng tuổi già bên con cháu. Làm gì thì làm cả đời có đúng không ạ? Em chỉ còn vài tháng nữa là học xong. Em đặt mục tiêu sinh cháu cho ông bà trước. Nhiệm vụ hoàn thành. Đợi con cứng cáp, em sẽ chờ ông bà chăm nom. Rồi sẽ cùng với anh hỗ trợ anh Vũ phát triển tập đoàn ngày càng vững vàng hơn. Cũng là phụ nữ, cũng là một người vợ, lại ít tuổi hơn chị dâu rất nhiều. Nhưng mà vợ anh lại luôn có những suy nghĩ tích cực và thấu đáo, luôn dành cho người khác sự quan tâm lo lắng. Giang Minh cảm thấy mình quá may mắn. Ông trời đúng là quá ưu ái cho anh rồi. Thực sự anh rất xúc động. Nhưng có nói bao nhiêu lời khen lúc này thì cũng bằng thừa hết. Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi chỉ nói đúng một câu. Anh thấy mình là người đàn ông giàu có nhất thế gian. San thấy chồng dạo này rất hay nói xấu mấy câu ý tứ thì cười cười trêu. Anh lại đang tưởng tượng gì thế? Vậy tính cho em xem, tất cả là bao nhiêu cái sổ đỏ, bao nhiêu ký kim cương rồi mà kêu là giàu có. Những thứ đó không thể so sánh với thứ mà anh đang sở hữu. Thứ gì mà bí mật thế? Người ta cái gì cũng có, nhưng mà không bao giờ có được em. Và em là tài sản vô giá của anh, chỉ của riêng anh mà thôi. Tuyết San hạnh phúc nhìn chồng đắm đuối. Cái người này càng ngày càng dẻo miệng rồi, cứ làm cho người ta cảm động thôi. Cô vòng tay ôm cổ anh nói nhỏ. Ai chỉ cho mà càng ngày càng xến thế? Anh yêu vợ thì tự nói được thôi. Thật hả? Ừ, nếu không tin thì anh làm cho tin nhé. Lại chuẩn bị nhây hả? Nhưng mà không phải ở nhà đâu đấy nhé. Vậy lát về nhà, anh sẽ làm cho em tin nhé. Chỉ thế là nhanh. Nhìn chồng cười rạng ngời mà Tuyết San thấy ấm lòng lắm. Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô và anh gặp nhau và rồi được nên duyên vợ chồng. Cả hai đang tình trong biển thì anh lại có điện thoại gọi tới. Cô vội đứng tránh qua một bên để anh được thoải mái hơn. Trong lúc chờ anh thì cô lại sắp xếp lại bàn làm việc. Vô tình thấy hồ sơ dự án mới. Nhìn cái tên công ty VM quen quen thì cô lật qua xem thử. Giang Minh nghe điện thoại xong, thấy vợ chăm chú nhìn vào hồ sơ thì hỏi. Em có ý kiến gì không? Em thấy giá đấu thầu mình để thế này là hơi cao anh ạ. Theo em biết lần này có rất nhiều hồ sơ dự thầu, bên nào cũng muốn giành được hạng mục lần này, nên có sự cạnh tranh là rất lớn. Em thấy giá đấu thầu này mình để thế này hơi cao anh ạ. Theo em biết lần này có rất nhiều hồ sơ dự thầu, bên nào cũng muốn giành được hạng mục lần này, nên sự cạnh tranh là rất lớn. Em thấy bảo có cả công ty của chị Lâm An cũng tham gia đó. Sao em biết?
Chị Tuyết Lan là trợ lý đắc lực của Tổng Giám đốc VM mà. À, anh quên mất đó. Dù là người quen đó, nhưng mà em nghe nói anh sếp của chị em rất sòng phẳng, không kiểu đi chân trong được đâu. Anh cũng không thích đi cửa sau, anh thích sự cạnh tranh công bằng. Vâng, em nghĩ như thế tốt hơn cho công ty nào có năng lực thật sự. Bên mình mà hợp tác được lần này thì tốt quá anh nhỉ. Ừ, anh sẽ bàn lại với anh Vũ về giá cả. Còn giờ mình về nhà thôi em. Tuyết San nhìn vẫn chưa đến giờ về thì trêu chồng. Chồng em lại định ăn bớt thời gian đó à? Ừ, về sớm còn làm cho vợ tin tưởng anh chứ. Ừ. Thời gian đấu thầu đã được công bố. Các nhà thầu đồng loạt gửi hợp đồng tham gia. Trong đó có cả công ty của gia đình SV, nhà Lâm An cũng góp mặt. Bên họ cũng là một trong những đối thủ đáng gờm của công ty Minh Vũ. Gặp nhau tại buổi lễ đấu thầu, Giang Minh chỉ chào hỏi bình thường, nhưng mà Lâm An lại chủ động bắt chuyện. Anh Minh, hồ sơ còn lại, những công ty nào chúng ta đều đoán biết được, em có ủng hộ anh không? Em hôm nay cũng tới đây để dự thầu, nói như vậy có phải là đi ngược với thực tế hay không? Đúng là công ty em cũng đến dự thầu, nhưng em là vì anh. Lâm An, tôi là người đã có vợ rồi, em nên tránh mấy cái lời nhạy cảm đó ra. Với chúng tôi đủ thực lực và tư cách để mà tham gia buổi đấu thầu hôm nay. Giang Minh, em biết anh và cô ấy không phải là vợ chồng thật. Anh là vì Giang Thị thôi. Thời gian qua em đã rõ cả rồi, chúng mình vẫn còn cơ hội đúng không anh? Rất tiếc, tôi phải thông báo lại với em là chúng tôi không phải là vợ chồng giả. Chúng tôi từ đầu đến bây giờ hoàn toàn là tự nguyện. Xin lỗi, không thể tiếp chuyện với em được nữa. Giang Minh. Giang Minh không để ý tới Lâm An nữa mà lập tức đứng dậy cùng với Giang Vũ đi vào bên trong để làm việc với người của công ty VM. Vừa vào tới bên trong thì Vũ có chút ngạc nhiên vì thấy Tuyết Lan là người trực tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn vòng đầu này. Vũ có hơi bất ngờ nên là ghé tai em trai hỏi. Ừ, chị vợ em làm ở đây à? Vâng, trợ lý đắc lực của Tổng Giám đốc công ty VM đấy. Cũng không tệ đấy nhỉ. Mới hôm trước vợ em nhắc em mới nhớ, nhưng mà em chỉ nghĩ là chị ấy làm nhân viên ở đây thôi, không nghĩ trẻ vậy mà đã làm tới chức vụ đó rồi. Nhà vợ em toàn nhân tài ấy nhỉ. Anh nay lại biết đùa đấy à. Người quen đấy, chuẩn bị mà thuyết trình đi. Ý tưởng của em thì em tự làm việc đi. Anh cũng có một nửa đó, với lần này mang danh dự đại sứ thì đi mà làm đi. Em trong dự án này chỉ cần là chân trợ lý quèn của anh thôi. Vớ vẩn. Hai anh em đùa nhau vài câu rồi dừng lại, ngồi đó nghe phần trình bày hồ sơ năng lực của một số công ty khác cũng tham gia lần này. Giang Vũ nghe một hồi thì hỏi ý kiến của em trai. Mấy công ty kia cũng không tệ đâu. Em nắm chắc phần thắng là bao nhiêu? Ít nhất cũng đánh bại được họ. Chỉ còn chờ xem công ty SV và bên MB thôi. Đến lượt SV rồi, nghe xem bên cô ta nói thế nào. Lâm An đứng lên nói đầy tự tin về năng lực của công ty, cũng như là đưa ra sự thuyết phục khá chi tiết cho lần ứng thầu lần này. Nhìn vẻ mặt của mấy người bên VM rất hài lòng, tiếp đến là bên công ty MB cũng rất khả quan. Sau cùng là Giang Minh thay anh trai mình đứng lên trình bày về phần công ty mình. Kết thúc buổi làm việc đầu tiên thì ba hồ sơ nhận được sự quan tâm nhất là công ty MB, Minh Vũ và công ty SV. Thay mặt cho công ty mở thầu VM, Tuyết Lan đứng lên công bố. Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả các quý công ty đã tham gia buổi đấu thầu ngày hôm nay. Những công ty chưa đạt được thì xin hẹn vào dịp khác hợp tác ạ. Và đến giờ phút này chúng tôi đã chọn được 3 công ty có hồ sơ năng lực và phần dự kiến khả thi nhất. Tuy nhiên chỉ có một công ty được chọn hợp tác với cả chúng tôi. Vậy chúng tôi nêu ra một điều kiện cuối cùng. Lần này chủ đề về xây dựng công viên mới cho trẻ em. Nếu bên nào đưa ra bài thuyết trình thuyết phục được sếp của chúng tôi thì bên đó sẽ được chọn là nhà thầu chính. Hẹn gặp lại quý đối tác vào buổi làm việc lần sau. Xin cảm ơn tất cả quý công ty rất nhiều. Ra tới ngoài, đại diện bên công ty MB và SV có đứng lên nói chuyện với nhau. Giang Minh và Giang Vũ đi qua không có ý dừng lại, nhưng mà Lâm An lại ngỏ lời trước. Anh Vũ, anh Minh, chúng ta gặp nhau chút đi. Xin lỗi, chúng tôi có việc cần đi trước. Anh Minh, vội gì thế chứ, để lần khác đi.
Giang Minh không muốn nán lại nên là anh quay người đi sau khi mà trả lời họ. Nhưng mà tay trợ lý của bên công ty MB lại có ý khiêu khích anh. Cậu Giang Minh bây giờ chỉ là cấp dưới mà cũng bận rộn ý nhỉ? Giang Vũ nghe tên đó nói em trai mình thì định quay lại mắng vào mặt. Nhưng Giang Minh đã kịp thời ngăn lại. Hiện tại hai anh em vẫn đang diễn vai, chỉ là hợp tác ở trên công việc nên không thể để lộ ra cái mặt tình cảm được. Giang Minh xua tay anh rồi tiến lại chỗ hai người kia nói một câu. Tôi và mấy người hiện tại là đối thủ kinh doanh nên mấy lời nói vừa rồi tôi chỉ coi là sự ghen tức. Nếu không còn gì mới mẻ hơn thì hẹn gặp lại ngày mai ở trên sàn đấu. Mấy người giờ rảnh rỗi quá thì về nhà chuẩn bị cho tốt đi mà đấu với bên tôi. Cậu... Tạm biệt. Hai anh em rời đi ngay sau đó. Còn mấy người kia ở lại thì vẻ mặt đầy tức giận. Lâm An thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Cô ta vẫn không tin là Giang Minh với vợ có tình cảm thực sự. Bởi bản thân cô ta biết rõ đoạn video đó là anh nói thật. Chỉ có người ngoài cuộc mới không biết và tin những lời đính chính giải thích của chị Cát Phượng mà thôi. Cô ta tham gia đấu thầu lần này là vì Giang Minh. Bởi cô ta biết công ty của cô ta đủ mạnh để hất bay mấy công ty kia ra, dọn đường sẵn để Giang Minh nắm phần thắng nhiều hơn. Nhưng mà mục đích tốt của cô ta lại bị chính anh phủi bỏ. Đã thế trước mặt Giang Minh, anh lại nhẫn tâm nói những lời lạnh nhạt vô tình thì cô ta lại càng thấy đau lòng và mất mặt. Bàn tay nắm chặt đến rướm máu, nhìn bóng dáng của anh rời xa dần. Giang Minh lúc này trở về nhà nhưng mà không thấy vợ đâu thì đi lại hỏi mẹ. Mẹ có thấy vợ con đi đâu không ạ? Gớm, nó mới đi có chút mà đã hỏi. Thì tại con không gọi được cho cô ấy. Nó về bên ngoài. Mẹ vợ con bị ốm đấy, nhưng mà bị cảm cúm qua loa thôi, không có gì đáng nghiêm trọng cả. Sao cô ấy lại không nói gì với con nhỉ? Lúc con với anh con đi làm thì nó mới biết tin. Chăng sợ con lo lắng nên mới không nói. Con cứ ăn cơm xong thì qua nhà hỏi thăm ông bà thông gia cũng được con ạ. Vậy con qua đó luôn ạ. Ba mẹ ăn cơm đi nhé. Chả bố anh, vội vàng thế. Con đi đã nhé mẹ. Ừ. Giang Minh lái xe tới nhà vợ thì thấy cô đang lúi húi ở trong bếp. Anh đi hẳn vào trong ngồi rồi lên tiếng hỏi. Em về mà không nhắn anh. Ừ, anh xong việc rồi à? Ừ. Anh gọi cho em không có được. Mẹ nói anh mới biết đó. Em xin lỗi, máy em vứt ở trên phòng. Mẹ sao rồi em? Mẹ bị cảm thôi, em cho uống thuốc rồi. Mà anh ăn gì chưa? Chưa, anh về là đi tìm em luôn. Em cũng chưa ăn, đợi em hâm lại đồ ăn. Hai vợ chồng mình cùng ăn luôn nhé. Ừ, ba đâu em? Ba trên phòng với mẹ. Vậy để anh lên chào ba mẹ cái đã. Vâng. Giang Minh lên hỏi thăm ông bà rồi mới xuống lại phòng ăn với vợ. Lúc này Tuyết San đã dọn đồ ra sẵn. Hai vợ chồng ngồi ăn cơm thì cô hỏi chuyện công việc. Tình hình sao rồi anh? Còn ba công ty cạnh tranh nhau, trong đó có MB, SV đúng không ạ? Sao em đoán hay vậy? Em có tìm hiểu mà, năng lực không hề kém so với bên mình. Sẽ khó khăn đó anh. Bên MB anh không lo, nhưng mà thực lực ở bên SV có hơi nhỉnh chút. Họ lại chuyên về cái mảng xây dựng. Ba cô ta ở trong ngành này cũng lâu đời rồi, có lẽ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Anh không tự tin vào sự hiểu biết của anh Vũ và sự từng trải của bản thân mình à? Tự tin ai cũng có, nhưng mà thực tế mới là quan trọng. Thời đại 4.0 rồi, đôi khi bước đi của giới trẻ mang tầm vĩ mô đó chồng ạ. Giang Minh dừng động tác gắp thức ăn, nhìn vợ không chớp mắt. Cô gái của anh lấy đâu ra tự tin mà nói hay vậy? Dù là cô có giỏi giang, thông minh, nhưng mà đây là một dự án rất lớn. Phải người có kinh nghiệm thì mới dám đứng ra mà tranh thầu. Vợ anh có cao kiến gì vậy? Em có kinh nghiệm gì đâu mà anh hỏi em có cao kiến gì? Là em thấy anh chồng và chồng em toàn là những tài năng nên động viên tinh thần ấy mà. Anh hiểu em đấy vợ. Nói anh nghe xem nào. Anh cứ ăn đi đã, làm gì mà vội thế? Có ý kiến gì thì nói anh nghe đi. Tuyết San bỏ xuống bát rồi nghiêm túc nói. Tối qua lúc anh với anh Vũ bàn chuyện, em có lên một bản kế hoạch chi tiết cho chủ đề bên họ đưa ra. Tuy nhiên, về phần kỹ thuật em không nắm rõ vì là chuyên ngành. Em tính đợi kết quả của buổi tối đấu thầu thì sẽ bàn lại với hai anh sau. Nếu anh và anh Vũ thấy khả thi thì mình có thể áp dụng thử xem. Anh biết nói gì bây giờ nhỉ?
Anh còn chưa xem bản kế hoạch đó mà. Nói cứ như là em làm tốt lắm ý. Chỉ cần em có lòng san sẻ công việc với anh thì đã quá tốt rồi. Nhưng đây em còn giúp anh nhiều đến như thế thì anh biết nói gì đây. Vậy anh ăn nhiều đi, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt là em yên tâm rồi. Đương nhiên là anh sẽ ăn nhiều rồi, để giữ gìn sức khỏe, phục vụ vợ yêu chứ. Chứ vợ cứ yên tâm nhé, gìn giữ sức khỏe lúc nào anh cũng có thừa. Lại bắt đầu liên thuyên rồi đấy. Giang Minh nghe vợ nói thế thì cười sảng khoái. Chưa cần biết bản kế hoạch đó ra sao, nhưng mà tấm lòng của cô đã khiến cho anh cảm động. Có người vợ đồng cam cộng khổ thế này thì anh sợ gì không vượt núi vượt rừng thành công chứ. Hai vợ chồng ăn cơm xong thì lúc này ông Trịnh Phong đi xuống. Ông nói hai vợ chồng ra bàn phòng khách ngồi để mà nói chuyện. Hai vợ chồng di chuyển ra phòng khách thì ông Phong lên tiếng. Mẹ chỉ ốm qua loa thôi, hai đứa không cần phải ở đây lâu đâu. Có ba ở nhà cha mẹ rồi, với tối có chị của các con nữa. Ba, bà cứ để vợ con ở nhà chăm mẹ đến khi nào mẹ khỏe hẳn đã. Không cần đâu, hai đứa qua thăm hỏi như này là được rồi. Bây giờ công việc bận rộn, lại đang trong giai đoạn cần nhân lực. Giang Vũ lại mới lên nắm quyền, nên là cần nhiều sự hỗ trợ từ các con. Đừng để ba con ông Giang có được sự lơ là của mình thì tìm cách tiêu diệt. Mình phải luôn đề phòng và nắm chắc cơ hội con ạ. Vâng, con hiểu rồi thưa ba. Nhưng mà chữ hiếu chúng con vẫn phải đặt lên hàng đầu. Ba mẹ nhận tấm lòng của hai đứa. Thực sự là mẹ chỉ ốm qua loa thôi mà. Mẹ cũng vừa dặn ba nói với cả tụi con như thế. Tuyết San hiểu chồng khó xử nên nói ra ý kiến. Dạ, vậy ban ngày cứ để con đáo qua nhà ba mẹ giúp ba mẹ. Tối thì có chị rồi thì con sẽ về nhà với chồng con ạ. Thôi được rồi, nhưng mà chiều nay các con cứ tới công ty đi. Có gì mai qua cũng được. Vâng, chiều nay ba ở nhà với mẹ, con cũng có việc bàn với cả hai anh ấy một chút. Ừ. Hai vợ chồng Tuyết San cùng nhau tới công ty. Cả hai đi vào phòng của Vũ để mà bàn công việc. Vũ học chuyên ngành xây dựng nên phần kiến trúc và kỹ thuật anh nắm rất vững. Khi mà Vũ và Minh đọc qua bản kế hoạch của Tuyết San thì cả hai đều rất bất ngờ. Ngay bản thân Giang Minh đã từng học đại học nổi tiếng ở Mỹ với chuyên ngành kinh tế thì cũng phải có cái nhìn ngạc nhiên với cô vợ nhỏ này. Mọi con số và sự tính toán đến chi tiết mà phần lời bình rất thuyết phục. Đúng như cô nói, điểm yếu của cô là phần kỹ thuật. Cô không nắm vững thì cô không thuộc chuyên môn. Nhưng mà phần này anh Vũ sẽ làm rất tốt. Vũ đọc đi đọc lại rồi phán một câu với em trai. Chú vứt cái bằng đại học của chú đi nhé. Ờ, đang bàn chuyện lại quay sang nói em là sao. Nhìn người ta học trong nước đây này mà còn chưa học xong đâu đấy, thế mà viết một bản kế hoạch gần như là hoàn chỉnh thế này. Ai lại so sánh như thế bao giờ? Giang Minh nói với anh trai vậy thôi, chứ trong bụng sướng bằng chết vì anh ấy vừa khen vợ của mình đấy. Chỉ là cách khen này lại dìm anh xuống một bước. Người ít nói, hạn chế lời khen đôi khi cũng lạ. Còn Tuyết San nghe anh chồng nói vậy thì có ý lên tiếng bênh vực nồi cơm nhà mình. Em vẫn còn nhiều thiếu sót. Em có làm được một chút như này cũng là do chồng em dạy em đó ạ. Em vẫn là biết khiêm tốn hơn chồng em đấy. Tuyết San nói đến thế mà hình như anh chồng vẫn muốn chê bai nồi cơm nhà mình nên lại tiếp tục phân bua. Dạ, không phải đâu ạ. Là anh ấy trước mặt anh thì tỏ vẻ thế thôi. Chứ ra ngoài anh ấy không vậy đâu ạ. Giang Vũ biết thừa em trai mình như nào, nhưng là anh cố ý thử cô em dâu nhà mình. Không ngờ cô em dâu này ngây thơ, cứ tưởng anh mắng thằng em trai của mình thật. Giang Vũ cười thầm ở trong lòng, vì mừng cho em trai lấy được người vợ hết sức chu đáo, lại rất hiểu chồng. Đúng là hơn hết phần thiên hạ. Trước mặt anh trai chồng thôi mà cứ bênh chồng chằm chạp. Vũ không trả lời em dâu nữa mà quay sang em trai nói. Có vợ thế này mà không biết giữ thì không tìm được người thứ hai đâu nhé. Anh yên tâm, gì chứ cái khoản giữ vợ là không ai bằng em đâu. Bàn công việc chính đi. Vâng. Giang Minh thấy anh trai từ sau hôm quyết định về cuộc hôn nhân của mình thì có phần vui vẻ hơn trước, và thi thoảng còn nói mấy câu bông đùa nữa. Điều này đối với anh hay là với mọi người là thường xuyên, là bình thường, nhưng mà với anh trai của anh thì rất hiếm khi. Nhìn thấy anh vui vẻ lên từng ngày thì Giang Minh cũng rất mừng. Hy vọng anh ấy sẽ gặp được người phụ nữ yêu anh thật lòng và biết trân trọng tình cảm của anh ấy.
Cả ba lại cắm cúi vào chỉnh sửa cho bản kế hoạch được hoàn chỉnh hơn. Khi mà đã chuẩn bị hoàn tất thì đột nhiên cửa phòng làm việc được bật mở. Ai cũng bị giật mình. Nhưng mà khi nhìn thấy người đó là Cát Phượng thì cả ba nhanh chóng giấu đi cái vẻ bất ngờ đó. Nhưng cô ta thì có vẻ tò mò và có xen phần nghi ngờ. Nhưng mà ngay lập tức Giang Vũ đập bàn nói lớn với cả hai vợ chồng Giang Minh mà coi như vợ đến là chuyện bình thường. Hai người làm ăn kiểu gì đây hả? Tại sao tới giờ này mà còn trình bày lên một bản kế hoạch còn dở dang như thế này hả? Hay là bây giờ chú không còn nắm giữ cương vị như trước nên là làm ăn chấm chớ? Tôi chỉ làm được vậy thôi. Nếu anh không đồng ý thì để người khác làm thay. Phải có thời gian chứ. Anh làm như muốn là xong ngay được đấy hả? Thế không làm ngay và gấp rút thì chú định đợi đến lúc công ty đó chọn được đơn vị hợp tác mới làm xong ý hả? Tuyết San thấy hai anh em nóng giận thì nói lời hòa hoãn. Anh Vũ, anh cho bọn em làm lại một lần nữa là được thôi. Được rồi, không làm được thì viết đơn, xin nghỉ việc hết đi. Vâng, anh Minh chắc chắn làm cho anh hài lòng mà. Ra ngoài hết đi. Vâng ạ. Tuyết San đứng dậy cầm theo cả bản kế hoạch còn đang dang dở cùng chồng đi ra ngoài. Cát Phượng nhìn theo với ánh mắt vẫn còn nghi hoặc thì Giang Vũ đi lại đỡ cô ta ngồi rồi nhẹ giọng hỏi han. Sao em vẫn không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe? Em đến xem tình hình công việc ra sao mà hai đứa nó và anh sao ngồi có vẻ thân thiết thế? Em lại nghi ngờ gì vậy? Anh đã nói rõ với em rồi mà. Dự án này lớn, anh cần hai vợ chồng nó hỗ trợ. Dù gì thằng Minh cũng có kinh nghiệm hơn anh. Thằng Minh thì em không nói, nhưng mà con ranh đó cũng xếp cùng với hai người được ư? Cũng không tệ đâu. Thôi đừng cầu nhau nữa, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh không cần biết chúng nó làm gì. Miễn sao anh lấy được dự án lần này, coi như hoàn thành mục tiêu rồi. Từ nay về sau anh có làm gì cũng không ai nói được, đúng không? Anh không sợ con ranh đó bán đứng mình à? Yên tâm, nó không dám đâu. Chồng nó còn dưới trướng của anh thì làm gì dám động thủ. Anh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ừ, anh biết rồi. Cô ta ngồi ngẫm nghĩ một lát thì nhớ ra chuyện nên là nhắc nhở Vũ. Anh này, nếu dự án này thành công, anh hất ba con ông Trịnh Phong ra đi. Vội vàng làm gì? Nhận được dự án lớn này, mình không cần sự hợp tác của ông ta nữa. Dù ông ta rút vốn cũng không ảnh hưởng gì đâu, huống chi còn có nhà em. Được rồi, cứ để anh tính. Em về nghỉ ngơi đi nhé. Con cần được nghỉ ngơi đó. Anh sao thế? Cứ đuổi em về là sao? Anh lo cho hai mẹ con em mà. Mấy nay anh sao thế? Toàn về muộn, lại không cần em gì cả. Giang Vũ chán nản ở trong lòng. Mặc dù biết cả hai chỉ là đang lợi dụng nhau, nhưng mà cô ta diễn giỏi thế thì anh cũng vẫn phải làm người chồng khờ như trước vậy. Vẫn là vì mục đích nên lại phải ngon ngọt dỗ cô ta. Con và em là bảo bối của anh. Bây giờ anh đang cần tập trung. Xong lần này thì anh sẽ bù cho em nha. Ra ngoài rồi về đi em. Anh nhớ đấy. Ừ. Cô ta nghe Giang Vũ hứa vậy thì vui vẻ đứng dậy ra về. Nhưng cô ta chưa yên tâm nên đi xuống phòng làm việc của ba mình. Lúc này ông Sang thấy con gái đến thì đi lại bàn rồi hỏi chuyện. Sao lại quay lại đây rồi? Ba à, cái thai ngày càng lớn, con sợ sẽ bị lộ đấy. Anh ta có vẻ cưng đứa bé này lắm, lúc nào cũng sợ con bị mệt mới ốm thôi. Để qua mấy hôm nữa xem kết quả buổi đấu thầu cuối cùng này đã, ba sẽ có cách. Con tính dù thắng thầu hay là thua thì con cũng muốn xử lý cái thai này, nhưng phải có người hứng chịu. Được rồi, cứ về đi, nóng vội hỏng chuyện. Ba ở đây nhớ để ý kỹ hai vợ chồng thằng Minh đấy. Con không tin nó giúp sức với cả Vũ là thật lòng đâu. Giờ nó đi với chồng con cũng chỉ như tay trợ lý quèn thôi mà. Chẳng qua thằng Vũ vì còn ba nó nên mới chưa hất thằng Minh ra thôi. Sao ba tự tin mà nói thế? Vì chồng con và thằng Minh không phải là cùng một mẹ sinh ra đâu. Cát Phượng bị câu nói của ba mình làm cho hết sức ngạc nhiên. Cô ta ngồi đó mãi mới lên tiếng được. Ba, chuyện này là thật chứ? Ngày đó vô tình ba nghe hai vợ chồng ông Giang Hào nói chuyện. Ba, vậy con có cách để ba con mình ấm trọn tài sản của họ rồi. Bà Kim Liên thương chồng con lắm, kiểu gì ông bà ấy cũng nhất định không làm cho con trai mình đau khổ đâu. Ý con là... Ba cứ chờ đi, cơ hội sắp đến rồi. Cát Phượng ra về mà lòng tràn đầy vui mừng. Sẵn tiện hào hứng, cô ta lấy máy gọi cho một người.
Sau vài phút đã có xe đến đón, cô ta đi tới một khách sạn sang trọng. Vào tới phòng VIP thì có một người đàn ông trẻ đang chờ sẵn. Cô ta lả lướt ngồi xuống giường thì tên kia nói: "Sao, lại nhớ anh rồi à? Chồng em không làm cho em vui hay sao?" "Đừng nói nhiều, tôi trả tiền mà anh chỉ việc làm tôi thỏa mãn thôi." "Được, anh thích kiểu phụ nữ như em." Cô ta và tên kia lao vào nhau như hai con hổ đói. Cô ta không cần biết bản thân đang mang thai mà vẫn hết sức với các kiểu thú vui, dục vọng. Hai con người cứ thế hết lần này tới lần khác, cho tới khi cô ta thỏa mãn mới thôi. Hai con người lúc này đã buông nhau ra, nhưng mà tên kia cũng chưa về vội, như mọi lần mà còn nán lại nói chuyện. Hắn thử bắt lời với Cát Phượng: "Tôi hỏi thật, là em chán chồng hay là anh ta không đủ sức phục vụ em?" "Không yêu." Hắn ta thử hỏi thôi, nhưng mà không ngờ cô ta lại trả lời, nên hắn ta hỏi tiếp: "Không yêu thì lấy làm gì?" "Vì lợi ích thôi. Mà anh về đi, hỏi làm gì?" "Ờ, thì chúng ta kể như cũng là chỗ quen biết. Tôi chỉ quen anh lúc ở trên giường, còn ngoài ra không quen. Ngay cả tên anh tôi cũng không muốn biết." "Nghe buồn nhỉ, nhưng mà không sao, tôi cũng quen rồi. Về đi." Hắn ta mặc quần áo vào định đi về, nhưng mà nhìn mặt cô ta có chút mệt mỏi thì tốt bụng hỏi thăm: "Em không sao đấy chứ?" "Tôi không sao, anh về đi." "Không sao thật chứ?" "Tôi nói anh về đi cơ mà." "Được rồi." "Tôi về nhé." Cô ta không nói gì mà kéo chăn ôm chặt. Chắc do vừa nãy vận động mạnh quá nên bị động thai. Cơn đau bụng kéo đến, nhưng mà cô ta cố chịu, không muốn ai biết, nên cô ta cứ cố nằm đó nghỉ ngơi cho đến lúc đỡ hơn thì mới về lại nhà. Lúc này ở công ty, Giang Vũ thấy muộn rồi nên là thu dọn bàn làm việc ra về thì anh nhận được điện thoại của tài xế. "Tôi nghe đây." "Cô ta vừa từ khách sạn trở về. USB em đã có ở trong tay, nhưng tên kia không có hỏi được gì thêm ngoài cái cảnh giường chiếu." "Được rồi, cậu cứ giữ lấy cho tôi." "Vâng. Mà chuyện nhà cửa của tôi cậu đã lo xong chưa?" "Xong hết rồi ạ, em đang định báo cáo với anh." "Vậy mai cho người chuyển đồ qua cho tôi ngay." "Phòng ngủ của tôi đã làm như tôi muốn nói chưa?" "Dạ, xong hết rồi." "Tốt, cậu về nghỉ đi, lát tôi tự về được." "Vâng ạ." Còn mấy ngày là có kết quả, dù thế nào cũng không thể khinh địch được. Bên phía MB và SV im hơi lặng tiếng như thế thì càng nên cẩn thận. Vũ và Minh chuẩn bị rất kỹ càng cho dự án lần này, nên ngày đêm làm việc hết sức cật lực. Còn một buổi làm việc cuối cùng với bên VM, liệu bên đơn vị nào sẽ làm hài lòng vị sếp khó tính này? MB, SV hay là Minh Vũ? Sáng nay Giang Vũ đi xe riêng, còn Giang Minh thì chở vợ qua nhà mẹ nên là anh đi sau. Vũ lúc này đến nơi thì cũng thấy hai công ty kia vừa mới tới, giáp mặt nhau, nhưng mà hôm nay trông họ tự tin tới thể hiện ra mặt luôn. Vũ thì không để tâm nhiều mà ngồi ngoài đợi em trai tới, nhưng mà thấy gần đến giờ làm việc rồi mà không thấy Minh đến thì anh sốt ruột. Lấy máy gọi cho Giang Minh thì mãi điện thoại mới được kết nối, có điều người nghe máy lại là ba anh. "Là ba đây." "Ba, có việc gì với cả Giang Minh phải không ạ?" "Em con bị tai nạn, nhưng may là không bị nghiêm trọng. Có điều máy tính bị mấy tên đâm xe vào đập bể nát rồi." "Sao lại vậy được ạ?" "Lúc em con bị đâm xe, còn đang bị kẹt chân, thì bọn chúng có tới mấy thằng lực lưỡng mở cửa cướp máy tính và bản tài liệu đem đi hủy đi." "Còn sơ suất quá, giờ làm sao đây? Con lại không có đem theo máy tính. Dù con là người trực tiếp cùng hoàn thành bản kế hoạch ấy thì cũng không nhớ hết các số liệu được." "Con đừng lo, em dâu con đang tới rồi, con vào trước đi. Có chị gái San làm ở đó, con nhờ người ta để ý ở bên mình báo cáo, sau đó thì càng tốt, kéo dài thời gian cho em con kịp tới nơi." "San có giữ bản nào đâu, tất cả ở máy tính hết, và tài liệu in ra mình cũng giữ luôn." "Yên tâm, lát con sẽ biết." "Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ đến thăm mình sau." Giang Vũ giận bản thân quá sơ suất lần này. Nếu không biết đám người nào dám làm bậy như thế, đúng giờ chót mới ra tay. Nhưng đây rõ là họ chỉ cần bên anh không tham gia được vụ đấu thầu lần này, chứ không phải là kiểu lấy mạng của Minh. Thủ đoạn này là của ai nhỉ? Chăng không phải hai ba con cô ta đâu. Dù gì hai ba con cô ta rất cần có dự án đấu thầu lần này. Giang Vũ nghĩ mãi vẫn chưa xác nhận được là do ai làm.
Mà nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ vào làm việc rồi. Cũng may là ba anh đã gửi số của Tuyết Gian cho anh khi nãy. Thôi thì đành muối mặt đi cửa sau chút vậy. Giang Vũ nghĩ thế, liền nhắn tin qua cho Tuyết Lan. Lúc này Tuyết Lan đã ngồi vào vị trí của mình bên xếp tổng. Và trước mặt cô là ba đơn vị có hồ sơ năng lực tương đương nhau. Còn vài phút là bắt đầu làm việc thì cô nhận được tin nhắn gửi tới từ số lạ. Định không nhận nhưng mà nghĩ ngần, cô lại mở ra xem. Đọc tin nhắn thì cô liếc nhìn qua ngay Giang Vũ ngồi đối diện rồi đọc đi đọc lại. Chào cô, tôi là Giang Vũ. Xin lỗi vì phiền cô một chút. Do bên tôi gặp chút vấn đề nên cô có thể để bên tôi trình bày cuối cùng có được không? Hai người tuy là chỗ quen biết nhưng mà giữa họ rất hiếm khi nói chuyện với nhau. Gặp nhau chỉ chào cho đúng vai vế và quan hệ giữa hai nhà nên việc không có số điện thoại của nhau cũng là đương nhiên. Tuyết Lan đọc tin nhắn tới hai lần thì mới soạn tin trả lời. Làm như vậy là không đúng với quy định. Sếp tôi yêu cầu bên nào thì bên đó sẽ trình bày trước thôi. Tôi biết, nhưng việc này cũng là nằm ngoài ý muốn. Chúng tôi tôn trọng cuộc chơi, nhưng mà người khác cố ý gây hại cho Giang Minh, khiến chú ấy phải nhập viện, tài liệu đã bị hủy. Nên tôi mới xin cô giúp việc này. Thực sự nó nằm trong khả năng của cô. Tôi vẫn đảm bảo công bằng cho việc trình bày nội dung giữa các đơn vị, chỉ là đảo vị trí bên nào trước hay thôi. Tuyết San nói nghe em rể bị tai nạn thì có chút bất ngờ. Cô tiện tay soạn tin gửi đi. Chú ấy không sao đấy chứ? Không nặng lắm. Vậy tài liệu bị hủy rồi thì sao đây? San đang tới đây. Tuyết Lan không trả lời lại tin nhắn của Giang Vũ nữa, nhưng mà cô làm hành động ghé tai sếp của mình, nói gì đó. Và khi đến giờ làm việc thì bắt đầu là bên MB trình bày trước. Giang Vũ nhìn hành động đó cũng không biểu lộ tâm tư gì nhiều. Và anh lúc này đang ngồi đó để nghe xem kết quả của bên đối thủ ra sao. Khi bên MB kết thúc bài thuyết trình thì tiếp đến là SV. Lâm An rất tự tin đứng lên trước hai công ty đối thủ và ban lãnh đạo của công ty VM. Sếp của Tuyết Lan có vẻ rất ưng bài thuyết trình của cô ta và sự tự tin kia đã chiếm cảm tình tới 50%. Anh sếp ghé tai Tuyết Lan đánh giá phần trình bày của Lâm An khi mà gần kết. Cũng không tệ đấy nhỉ? Vâng, rất bài bản ạ. Mà cô ấy cũng rất tự tin. Em nghĩ cách làm việc của bên đó cũng tốt. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Em có cùng suy nghĩ với tôi không? Em không biết sếp nhận thấy điều gì, nhưng mà em thấy cái hồn trong bản thiết kế này còn hơi thiếu. Thiết kế chỗ vui chơi cho trẻ em thì phải đặt hết tâm tư vào đó. Nhưng mà xem ra vẫn còn nhiều điểm cứng nhắc. Và về phần chi phí thì em thấy còn có thể điều chỉnh được nữa. Giảm thiểu tới mức tối thiểu được sếp ạ. Về ý kiến trên thì tôi có đồng quan điểm với em. Nhưng mà về mức giá này mà giảm nữa, liệu có thực sự ổn hay không? Thôi được rồi, cứ để xem bên còn lại trình bày ra sao đã. Vâng ạ. Tuyết Lan nhìn đồng hồ, lại liếc qua Giang Vũ như cả hai đều sốt ruột như nhau. Lúc sếp tổng bên VM vừa bàn bạc với mấy lãnh đạo bên họ xong thì anh ta nhắc Tuyết Lan gọi bên đơn vị thứ ba lên trình bày. Tuyết Lan không thể kéo dài hơn được nữa, bèn đứng lên đọc tên đơn vị cuối cùng là bên công ty Minh Vũ. Thì lúc này cánh cửa phòng họp được mở ra. Nhìn dáng vẻ vội vàng của Tuyết San khiến cho Tuyết Lan lo lắng. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Tuyết San lấy lại vẻ bình thản, đi về chỗ của Giang Vũ nói: Dạ, tôi xin phép được thay mặt cho công ty Minh Vũ xin trình bày phần thuyết trình của công ty tôi. Nhưng mà trước khi tôi bắt đầu thì xin được gửi tới tất cả quý vị tài liệu để mà xem qua. Tuyết San đi phân phát tất cả mấy tập tài liệu đã được photo sẵn tới tận tay cho các lãnh đạo bên VM. Xong đâu đó cô mới dùng máy tính của mình kết nối với màn hình chiếu, rồi bắt đầu triển khai trình bày từng mục một. Từ phong thái lời nói không hề thua kém với cả Lâm An trước đó, chưa có cơ hội đứng và làm việc chuyên nghiệp như này bao giờ. Nhưng mà ở trường Tuyết San lại là một sinh viên xuất sắc, từng đứng trước hàng trăm sinh viên và các thầy cô để mà diễn thuyết rất nhiều lần rồi, nên cô đã tạo cho mình sự tự tin và kinh nghiệm trước đám đông. Bài thuyết trình kết thúc là tiếng vỗ tay không ngớt của ban lãnh đạo VM. Sau khi mà bên họ bàn bạc thì đã có quyết định chọn ra được đơn vị sẽ hợp tác. Và khi Tuyết Lan đọc to cái tên Minh Vũ được lựa chọn thì Lâm An siết chặt bàn tay, trong lòng đầy căm hận với cả Tuyết San. Cô ta không nghĩ đến nước cờ San sẽ là người trình bày thay thế cho Minh Vũ.
Cô ta đoán lần này Giang Minh sẽ là người trình bày, vì dù sao Giang Vũ cũng là sếp của công ty. Giang Vũ đi cùng chỉ là nâng tầm quan trọng hơn thôi. Cô ta biết dù Vũ có thông minh tới mấy cũng không thể nhớ hết toàn bộ bản kế hoạch dài và bao gồm nhiều mục như vậy được. Cô ta đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi, nhưng cho tới phút chót lại bị San lật ngược thế cờ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện này. Ở trên kênh còn một giọng đọc rất là hay, giọng đọc của MC Tú Anh, biệt danh là MC Thanh Mai. Giọng đọc rất chuẩn, rất hay. Nguyễn Hoa rất mong quý vị và các bạn ủng hộ em ý. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.